Ví dụ ở đây cái con máy này mình để Jared, mình cài cử chỉ ở Unit rồi nè. Các bạn để ý cho mình ha, mẹo có nghĩa là tiếp mà có chữ S nha. Các bạn nhớ là gõ tiếng Anh nha, đừng có gõ tiếng Việt ha. Ví dụ ở đây mình cài cái Jones thông qua cái ứng dụng mẹo là ứng dụng tiếp á, thì mình gõ vô cái chữ tiếp thôi. Các bạn cứ bấm bình thường, nhớ là gõ tiếng Anh cho mình nha. Các bạn bấm Enter là tự động nó chạy cái lệnh, máy mình đã sẽ reboot lại. Alo, xin chào các bạn. Hôm nay mình nhận cái iPhone nè. Máy này của một em học sinh ha, mua đâu trên Chợ Tốt á. Nhờ mình cài cử chỉ iPhone X nè các bạn. Thì em cũng thử tự cài cái EZA nè, mà thấy không có mở được ha. Để mình vô cài đặt cấu hình mình coi thử nó sao mà không mở được đây. Vô cấu hình, các bạn tin cậy cái EZA, bấm tin cậy ứng dụng nè. Sau khi tin cậy xong á, mình trở ra coi thử mở được nha các bạn. Vẫn không được các bạn ơi. Nhưng mà trong này mình thấy là nó chưa xác minh nha. Có nghĩa là ứng dụng này nó chưa xác minh thì mình không có mở được đâu các bạn. Có thể là cái máy đây nó đã bypass rồi ha. Bypass có nghĩa là ẩn iCloud rồi. Trong cài đặt nó không có đăng nhập nè. Giờ mình ghim vô máy tính, mình coi thử máy này mấy gì. Rồi lấy số email mình đi kiểm tra có tài khoản iCloud hay không ha. 6S Plus iOS 15.8.4. Copy số email. Các bạn vô mấy trang web miễn phí nè. Mình kiểm tra coi thử nó có tài khoản iCloud on hay off là mình biết liền ha. On nè các bạn. Có nghĩa là máy này là mua chúng cái máy bypass nha các bạn. Hầu như những cái dòng iPhone đời thấp á, các bạn phải kiểm tra iCloud kỹ nha. Đa số là máy bypass không á các bạn ơi. Thì giờ là những cái máy như thế này các bạn muốn cài cử chỉ Unit á, thì các bạn phải Jared. Chia sẻ với các bạn cái cách này, mình không có cần chạy những cái tool Jared nha. Nhiều khi chạy những cái tool có nhiều bạn người ta không có biết làm á các bạn. Chia sẻ với các bạn cái file ESE nè, Tron Restore nè các bạn. Các bạn vô Google tìm từ khóa này giúp mình. Sau khi tìm từ khóa cái trang vô các bạn vô cái trang GitHub nè các bạn. Các bạn bấm vô thôi là nó có những cái file cho mình tải nha. Tải thì Windows thì các bạn tải cái file ESE, MacBook thì tải mấy cái file bên dưới nè. Trước khi tải thì các bạn nhớ là tắt trình duyệt virus trên Windows giúp mình nha. Sau khi tải xong á, mình chạy với quyền admin. Rồi mình đợi cái lệnh CMD nó hiện lên. Rồi mình làm tiếp nha. Sau khi nó hiện lên á, nó hỏi các bạn là muốn cài Trojan á thông qua cái ứng dụng nào. Giống như mình gán lên ứng dụng đó các bạn, thì gõ vô. Thường thường các bạn qua ứng dụng tiếp nè, ứng dụng mẹo nè, hoặc là ứng dụng bút, ứng dụng sách. Nhưng mà nhớ là gõ tiếng Anh nha các bạn. Ví dụ ở đây cái con máy này mình để Jared, mình cài cử chỉ ở Unit rồi nè. Các bạn để ý cho mình ha, mẹo có nghĩa là tiếp mà có chữ S nha. Các bạn nhớ là gõ tiếng Anh nha, đừng có gõ tiếng Việt ha. Ví dụ ở đây mình cài cái Jones thông qua cái ứng dụng mẹo là ứng dụng tiếp á, thì mình gõ vô cái chữ tiếp thôi. Các bạn cứ bấm bình thường, nhớ là gõ tiếng Anh cho mình nha. Các bạn bấm Enter là tự động nó chạy cái lệnh, máy mình đã sẽ reboot lại. Khi nó reboot, các bạn đợi nó reboot lên á, thì mình vô cái ứng dụng mẹo á, cài cái Tron Store thôi các bạn. Cái này là dạng như mình cài cái file Tron ESE cho nó nhanh thôi ha. Hầu như là cái này mình test mình thấy khá là ok các bạn. Các bạn không có cần chạy tool Jared thôi. Thì mình phải đợi kết nối lại Wi-Fi nha. Nhiều lúc mấy cái máy này nó ra khá là lâu, nó kết nối Wi-Fi nó hơi chậm xíu các bạn. Vô ứng dụng tiếp nè. Đó các bạn thấy không? Nó có là kêu mình cài đặt cho store. Rồi các bạn cứ bấm cài bình thường. Không có cần Jared nha các bạn. Jared thì chạy tool thì nói chung thì không phải ai cũng chạy được ha. Nhiều lúc các bạn không có rành thì cũng hơi khó khăn. Sau khi chạy cài cho store xong á, thì mình bấm vô cho nó làm mới những cái gì đó cho nó xong xuôi hết đi. Rồi tiếp tục chia sẻ với các bạn mình cài cái cử chỉ Unit nha. Cử chỉ Unit á, các bạn muốn cài mà không cần Jared á, thì mình phải cài được cái file Visa nha. Visa thì nhớ là mình cài là giống như cái không có URL nha các bạn. Chứ để nhiều lúc các bạn có tài khoản ngân hàng mình chuyển khoản hay gì thì nó có thể báo là máy đã Jared, nó không có cho mình dùng ha. Những cái tài khoản ngân hàng hay là VNID gì đó. Các bạn vô cái trang code nè, mình tìm từ khóa Visa mình tải về bình thường thôi.
trong này cái bản Visa nó có hai cái phiên bản nha các bạn. Các bạn nhớ tải cái phiên bản có cái chữ URL giúp mình là được ha. Cái này thì mình tải về là nó có khi dùng chuyển khoản ngân hàng á, nó không có báo là thiết bị đã Jared ha, nó cho mình chuyển khoản bình thường nha. Sau khi tải xong á thì các bạn chia sẻ qua Joy Store, bấm chia sẻ. Cái này giống như mình cài những cái file IPA ngoài thôi các bạn, cũng khá là đơn giản ha. Có Joy Store rồi á thì mình muốn làm gì mình làm, hầu như là nó đơn giản rồi. Sau khi cài phim ra xong á, để mình vô coi thử nó có những cái folder nó có bị trống không nha. Root nè, ngon lành nè các bạn ơi. Vậy là mình cài Visa không Jared thành công nha các bạn. Thì các bạn muốn Jared thì mình cài cái Dopamine. Thì cũng có nhiều video anh em chia sẻ ha. Ở đây video đây mình chỉ chia sẻ là mình cài cử chỉ Avonis mà không cần Jared máy thôi, dành cho những cái máy iPhone mà đã bypass nha các bạn. Thì giờ cài như thế nào, các bạn vô Visa nè, vô cái đường dẫn này giúp mình. Đường dẫn thì mình để trên màn hình ha, các bạn cứ bấm từ từ thôi. Ngay cái khúc này á thì nó có nhiều file các bạn tìm không được á, để ý cái phần tìm kiếm nè, các bạn bấm vô chờ nó kích hoạt xong á. Mình gõ thủ công mình tìm kiếm cho nó nhanh nha các bạn, chứ nhiều lúc mấy cái tên nó dài quá mình không có nhớ ha. Các bạn cứ bấm vô là đúng cái chữ này, là các bạn cứ bấm vô là hợp lý giúp mình là được. Đường link thì mình để trên màn hình á, các bạn cứ theo đó các bạn bấm thôi. Thì ở đây các bạn cứ bấm tiếp tục net kéo lên hết luôn các bạn, cái này không cần để ý đâu. Cái mục Obit gì nè, các bạn bấm vô. Rồi cái mục thứ tư á, các bạn thấy cái giá trị của nó không? Rồi mình bấm vô, mình đổi giá trị của nó là theo Avonis thôi ha. 2436. Rồi các bạn đổi giá trị của Avonis xong á, mình bấm trở lại. Các bạn bấm lưu lại ha. Rồi sau khi lưu xong á, mình trở ra mình reprint nó một cái. Reprint thì trong Joy Store nó có nè. Các bạn làm mới lại là nó sẽ hiện trên màn hình những cái thao tác giống Avonis nè, các bạn thấy không? Đèn pin bên góc này kéo lên là mở màn hình. Không có dùng phím home ha. Các bạn muốn thoát ra thì mình cứ kéo lên giống Avonis thôi các bạn. Cái thanh đa nhiệm gì đó trung tâm điều khiển nó sẽ nhảy lên phía trên rồi ha. Cái thanh gang nè, đó mình không có dùng nút home nữa. Khá là ngon nha các bạn. Thì các bạn muốn tải những cái file IPA gì đó thì các bạn tải, nhưng mà để mình reboot máy lại coi thử nó có bị mất Joy Store hay là văng cái gì đó không ha. Hầu như là không nha các bạn, ngon lành luôn á. Còn các bạn muốn Jared á thì mình cài thêm cái file Dopamine. Thì các bạn đợi những cái video sau đi ha, mình chia sẻ chi tiết hơn. Không có mất đâu các bạn, vẫn bình thường nha. Rồi các bạn xem video cảm thấy hay kết thì like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp mình. Xin chào, cảm ơn các bạn.